Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã trở lại với channel của mình và mình là Lộc Sutiki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với Minecraft kỵ sĩ rồng nhá. Và các bạn có thấy ở phía sau cái mini mob farm này là gì không? Đó chính là bé rồng Moonlight mà mình đã mang về từ chỗ ấp trứng đấy. Và mình thấy rằng bé rồng Moonlight này có một bộ da rất là đẹp luôn, cũng như là cái cánh có cái viền màu xanh kìa. Wow, nhìn rất là đẹp. Và cái này chắc ban đêm á thì bé sẽ rất là nổi bật cho coi. Tại vì với cái sừng cũng như là cái cánh như vậy á thì nó sẽ phát sáng ấy. Và hiện tại thì bé đang trong giai đoạn phát triển nên mình sẽ cố gắng cho ăn thường xuyên để cho bé mau lớn nhá. Và cái mob farm của mình thì nó hoạt động cũng khá tốt, nó cho mình được một ít xương nè. Và cái cọng dây trong đây thì nó cũng gần hỏng rồi, nó còn có 93 độ bền thôi. Bây giờ mình sẽ vào trong nhà và lấy một ít đồ để mình có thể làm thức ăn cho cái bé rồng của mình nhá. Đây mình có thịt cừu nè. Rồi giờ thì mình sẽ làm thức ăn cho bé rồng lửa của mình luôn. Mình sẽ đặt xương theo công thức như vậy. Hình như làm thêm được 2 lần nữa. Đó, thêm một lần nữa nè. Rồi, vậy là mình có 11 cái thức ăn cho bé rồng rồi. Giờ thì ra ngoài và cho bé rồng ăn luôn. Bé rồng qua nay chưa có được ăn nè. Đó, và bé rồng của mình giờ đã rất là lớn rồi. Đứng em muốn giáp cái chỗ mà mình nuôi bò luôn. Rồi, ra sát đây ở nha. Rồi, tạm thời ngồi ở đây. Và coi hiện tại thì bé ấy có 2. Ui, hôm bữa mình chưa cho bé hồi máu. Coi hồi phun máu chưa. Đó, giờ đã full là 304 máu rồi. Giờ thì mình sẽ cho bé ăn nha. Và đang 74 ngày tuổi đúng không? 75 nè. Wow, bự chưa? Rồi, cho ăn hết luôn. Đó, bự lên em ơi. Wow, để coi. Giờ đã 346 máu rồi và 85 ngày tuổi và lên stack 4 luôn. Rồi, tạm thời thì ngồi ở đây. Đó, bé rồng này cũng khá là ngoan, không có đi đâu hết đấy các bạn ơi. Chỉ đứng ở đây thôi à, nên mình cũng không lo cho lắm. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong nhà và bắt đầu công việc chính trong ngày hôm nay. Đó chính là đi xuống cái hầm ma để đào thêm một ít kim cương. Tại vì bây giờ mình cần khoảng vài chục block kim cương nữa thôi là mình có thể dẫn tới cánh cổng kim cương rồi. Rồi ok, giờ thì mình sẽ vào trong và chuẩn bị một ít đồ để chúng ta cùng nhau đi mai nhá. Nhưng mà trước khi đi mai thì mình sẽ chế tạo một bộ giáp từ vải của rồng Enchant. Tại vì mình có cắt được một ít vải của rồng Enchant nè. Giờ thì mình sẽ chế tạo nhá. Đầu tiên thì mình sẽ chế tạo cái nón trước. Cái nón thì chỉ có cái màu hồng thôi à. Đợi vào thử coi. Chỉ đơn thuần là cái nón màu hồng thôi. Và hình như nó có cái hình dáng khác cái nón của rồng Arthur một xíu. Đúng không ta? À không, nó cùng hình dáng nhưng mà nó chỉ khác màu. Rồi, kế tiếp là cái áo coi. Cái áo thì có những cái đường kẻ hơi trắng một xíu nè. Và phía trước nó còn có một cái hình nhỏ gì màu trắng á. Và xung quanh mình đang bốc ra những cái luồng chữ kìa. Rồi, khá đẹp á. Và kế tiếp là cái quần thử coi. Cái quần nè. Rồi, và cuối cùng là cái ủng. Wow, mặc cái set đồ này vô hai chữ ha, bay xung quanh mình quá trời luôn. Nè, đi đến đâu là chữ xuất hiện tới đó luôn nè. Wow, y như bé rồng Enchant luôn á. Nè, quá trời cái luồng chữ cổ đại luôn á. Ok, chắc tạm thời thì mình sẽ mặc cái set đồ rồng Enchant này đi. Và cắt cái set rồng Arthur vào trong rương để có gì à, mình còn mặc và đi khám phá nữa. Và ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng cái Mobile Enchant này nè. Để có thể nâng cấp cái áo giáp của mình lên. Mình sẽ coi dầm gai thì không nên ép vào đâu. Đánh bật lùi, bảo vệ khỏi lửa. Sức mạnh, lửa, sức mạnh, chậm hỏng. Mình ép dòng chậm hỏng được nè. Hiệu suất gây cháy, đánh bật lùi. Nếu cái dòng chậm hỏng này thì mình nghĩ ép vào cái ủng là tốt nhất. Tại vì cái ủng nó sẽ có ít độ bền nhất á các bạn. Đó, chắc bây giờ mình sẽ ưu tiên ép vào cái ủng nha. Rồi, giờ thì mình sẽ mở cái Mobile Enchantment này. Sau đó cho cái quyển sách chậm hỏng này vào. Không, cho cái ủng vào trước chứ. Kế tiếp cho cái quyển sách này vào. Nó sẽ enchant mà mình không có tốn cái level luôn ấy. Đây mình hiện tại đang 57 level nè. Búp. Đó, mình đã có được một cái ủng enchant mà không cần mất một tí level nào luôn. Vậy yeah. Rồi giờ thì mình đã có full set đồ enchant rồi. Mình sẽ cất cái mobile enchant ở nhà, cất cái quyển sách ở nhà, cũng như là vải rồng luôn. Đây, cất vải rồng ở nhà nhá. Xương thì chắc mình sẽ để dành sau này còn làm thức ăn cho bé rồng nữa. Cây kéo thì cũng vậy, cất vào. Rồi, như đây đồ đã khá là đủ rồi đó. Giờ thì mình sẽ đi xuống cái khu vực đào mỏ tiếp nhá. Hôm bữa thì mình đã đào được một đoạn rồi. Rồi, ui có than kìa. Ui mà sao sỏi nhiều vậy ta. Sỏi nhiều vậy chắc đào ngang đi. Có vẻ cái đường này không may mắn cho lắm rồi. Đào nãy giờ mà chưa. Ui. Đó, phải có kim cương như vậy chứ. Rồi, giờ mình sẽ cắm đuốc lên một cái. Cũng như là làm thêm đuốc ấy. Tại vì bây giờ mình cần thêm đuốc để có thể cắm trên cái đoạn đường đào. Nếu không thôi là quái nó xuất hiện nhiều dữ lắm luôn.
Rồi mình có một stack mấy đuốc rồi nè, chờ tha hồ mà cắm. Và coi coi được bao nhiêu viên kim cương nhá. Ồ, được 5 viên đầu tiên rồi, cố lên cố lên. Và gần đây, ui. Ồ, một cái rợ viên có kim cương luôn, 8 viên, hay lắm hay lắm. Và để coi cái rợ viên này còn kim cương không nha các bạn. Hôm bữa mình đào chưa tới khúc này nên chưa có biết chỗ này có kim cương không nữa. Để đi khám phá luôn coi. Ở đây có silver. Ui. Ủa. Con skeleton. Dám bắn mình. Dám bắn mình là sai rồi. Giáp rồng em trai mà dám bắn hả? Rồi giờ thì mình sẽ đào tiếp nhá. Vậy là cái ravine này hôm bữa mình đi từ hướng bên kia rồi. Chắc bây giờ mình sẽ đổi hướng luôn đi, chứ hướng bên kia đi rồi mà đào hướng này thì đào lại chắc không có kim cương nhiều đâu. Rồi giờ thì mình sẽ Creeper. Giật hết cho mình. Tự nhiên Creeper nó nhảy xuống à. Rồi lấy cái chỗ vàng này về, cũng như là Emerald nè. Emerald ở nhà mình còn một ít á, để một xíu về mình làm cái bộ giáp Emerald cho bé rồng xanh lai hoặc là bé rồng nào mình thích nhá. Rồi được 5 cái ngọc lục bảo luôn. Giờ mình sẽ đi về hướng bên nào ta? Đi về hướng bên đây đi. Rồi đào ngang nè. Để coi coi đào ngang vậy thì có gặp kim cương không nhá. Ở đây có Emerald hả? Lấy luôn. Rồi kế tiếp thì mình sẽ hôm bữa đào tới hướng này đúng không? Ô hướng đây đào rồi, là đào hướng bên đây đi. Chắc ở phía dưới này sau này sẽ trở thành nguyên một cái đường ngầm ha, khổng lồ luôn các bạn ơi, tại vì mình đào khá là nhiều ấy. Nó có kim cương liền, 12 rồi. Đập cái này ra, 15. 20. Ô rất là nhiều luôn á. Cái này lại gặp đất nữa, hết hết gặp sỏi lại gặp đất hả? Lần này gặp hai cái một lượt luôn chứ. Thì cái tên nó thôi nhặt than vào coi. Đó, nhặt than về để một xíu mình nung cũng như là chế tạo thêm đuốc á các bạn. Rồi đi tiếp nào. Có vàng nữa nè. Có sắt nữa, quên quên quên, nãy giờ quên nhặt sắt ta. Đây phải nhặt sắt về nữa, gặp sắt bỏ thì phí lắm. Và trong hang này còn rất là nhiều sắt mà mình chưa có kịp nhặt luôn á. Đợi khi nào cần á thì mình sẽ xuống đây và khai thác lại sau nhá. Còn giờ thì chủ yếu là tìm kim cương để dẫn tới cánh cổng kim cương trước các bạn ơi. Đây lấy về. Ở đây còn một ít sắt nè, bước ra để nhặt thêm sắt thôi. Rồi giờ thì mình sẽ bắt đầu đào ngang nhá. Hôm bữa mình đào tới khúc này mình đào ngang là tại vì mình gặp sỏi ở phía trước các bạn. Nó sỏi nhiều quá thì mình không có thể nào mà đào được ấy. Cắm đuốc lên nè, có kim cương nè, đào luôn. Ui nhầm 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 nhầm, dùng sàn hammer mới đúng. Đó, nhặt vào được 27 viên rồi, có vẻ mấy chỗ này đào ra không được nhiều kim cương cho lắm. Khá tiếc á. Đó, ui đó, gặp nguyên một mỏ kim cương rồi nè. Rồi để coi khai thác hết số này được bao nhiêu nhá. Dây và tổng cộng mình đã được 37 viên kim cương rồi. Bên đây còn than. Ui ui. À không, cục đá, tưởng đâu con con skeleton không chứ. Và ở đây, ui có kim cương nữa nè. Wow, được đó, được đó. 42 viên. Ở đây có vàng, lấy vàng luôn. Ở đây có vàng nữa nè. Nó lấy hết về. Ở trên đầu. Ui. Ui, đào vàng mà có được kim cương nữa thì tuyệt vời. Rồi, mình đã được 45 viên kim cương rồi. Như đây cũng được kha khá rồi đó. Emerald lấy luôn. Sắt lấy sắt. Lấy sắt. Rồi trở lại cái hang thôi. Và redstone thì chắc mình sẽ không lấy nhiều đâu. Tại vì ở trên nhà mình còn mấy cái stack redstone luôn á mà mình đâu có dùng tới đâu. Thành ra giờ gặp redstone không nên đào nhiều đâu các bạn ơi. Tại vì redstone chủ yếu là dùng để nó để mình sửa cái độ bền cho cái cây hammer của mình thôi à. Rồi đào tiếp thôi. Ngay đây thì là gặp cái hồ lava rồi. Ok, đào xéo qua cái hồ lava một xíu thôi. Nó có kim cương rồi nè. Gì phải vậy chứ. Rồi, đào ra để coi được bao nhiêu viên. Nó 48 viên rồi. Ở trên nhà mình còn hình như 30 mấy viên nữa, chắc cũng kha khá rồi đó. Và than mình đào ra được nhiều á là tại vì cái cây hammer của mình nó có gia tài các bạn. Chứ thật ra lúc đầu thì đào nó không ra được nhiều như vậy đâu. Nó và ở dưới này có kim cương nữa nè. Lấy ra luôn. Nó 56 viên rồi. Ở đây còn cái gì ta? Quặng sắt hả? Vứt cái này ra nhặt sắt vào coi. Đó, nhặt thêm sắt rồi nè. Rồi đi tiếp thôi. Để coi coi cái đường này còn nhiều kim cương không nhá. Đây là cái đường có thể nói là mình đào xa nhất luôn á. Thường thường mình đào có vài chục lốc là mình đổi hướng à. Mà cái đường này mình đào xa như vậy mà không được nhiều kim cương cho lắm nên cũng khá là buồn. Ui. Ở đây đây đây, thức ăn đây. Tưởng đâu mình vứt mấy cái cục thịt bò bít tết rồi chứ. Rồi. Ồ, thì ra nó che kim cương nè. Mai mà mình quay ngược lại á, để không thôi là sót cái kim cương rồi. Ôi may ghê á. Rồi đổ nước ra. Sau đó đập cái chỗ này ra nè. Hy vọng ở dưới không có lava nha. Nó thấy không, suýt nữa thì mình mất kim cương rồi nè. May mà mình cẩn thận á. Rồi giờ mình sẽ lắp cái chỗ này lại để tránh trường hợp mình mất kim cương uổng nữa.
Rồi. Ui. À không không, vẫn đủ, vẫn đủ. Tưởng đâu nó rơi xuống lava chứ. Rồi giờ mình sẽ lấy thêm vàng nè trước khi về nhá. Đây nhặt vàng vào. Ở trên nhà mình còn khá là nhiều vàng mình chưa có lấy ra từ cái lò nung á. Một xíu về mình sẽ lấy ra luôn. Nó mới đây nó đã xuất hiện mấy con zombie rồi kìa. Mặc dù mình đã cắm đuốc sơ sơ đó. Zombie. Zombie nè. Ui Reaper nữa chứ. Creeper hả? Creeper. Quên cái dằn mấy block luôn. Rồi giờ mình sẽ quay về nhà một cái để cắt mấy cái khoáng sản nhá. Đây, ở nhà mình có được bao nhiêu viên ta? Đó, mình đã được stack với 35 viên rồi nè. Nhưng mà trước tiên mình sẽ cho nung mấy cái số vàng cũng như sắt, silver các kiểu ở đây. Và lấy cái chỗ này ra cái đã. Ui kinh nghiệm nó vô kìa. Quá trời luôn. Đá thì mình sẽ cho vào cái rương ở phía trên. Đây, cho đá vào. Đó, và than thì mình cũng được rất là nhiều nè. Chủ yếu là mình để dành nung đồ thôi. Rồi lấy ra. Đó, để coi coi cái cái rương khoáng sản của mình bây giờ nó đã gần được lấp đầy rồi đó. Giờ mình sẽ lấy kim cương nè, emerald ra để mình nén lại bớt nha. Đây, mình sẽ nén cái số emerald trước. Coi được bao nhiêu khối rồi. 15 nè. Ui, gì mới đủ 15 nè. 15 block. 16 block. Rồi, cái này chắc tầm 23 block rồi. Vậy 23 block kim cương thì mình có thể làm được hai cái bộ giáp luôn á, hai bộ giáp cho mấy bé rồng. Kế tiếp mình sẽ nén số kim cương còn lại coi có đủ những cái khối kim cương để mình làm cổng kim cương chưa nhá. Cái này được 49 khối. Có vẻ chưa đủ các bạn ơi. 50 khối hả? 53 khối rồi. Tại vì để mình coi nào. Để làm được một cái Diamond Bottle Frame á thì mình cần phải có 4 khối và 5 viên kim cương. Để bây giờ mình sẽ đổi ra một ít cái này trước coi được bao nhiêu cái Diamond Frame nhá. Mình sẽ đặt theo hình dấu cộng trước. Sau đó kim cương ở xung quanh như vậy. Được 6 rồi nè. Nó mình được trước tiên là 6 rồi đúng không? Giờ mình sẽ đổi ra thêm một ít kim cương nữa, hy vọng là đủ, hy vọng là đủ. 2 3 4. Rồi, cái tiếp kim cương hình dấu cộng. Cái này ở xung quanh. Được 9 rồi. Ô đủ các bạn ơi. Đủ đủ đủ, vẫn đủ vẫn đủ. Rồi, giờ mình sẽ coi coi mình sẽ đặt ở bốn góc như vậy. Rồi, sau đó thì mình sẽ lấy cái này và mình đã được 10 cái Diamond Bottle Frame rồi. Vậy là mình đã có đủ cái số kim cương để có thể làm cánh cổng kim cương rồi đó. Giờ thì mình sẽ dọn đồ một cái nha. Rồi sau đó mình sẽ đi tìm cái đồ bật lửa kim cương nha các bạn. Ok cảm ơn. Cuối cùng thì mình cũng tìm ra được cái Diamond Bottle Activator rồi. Cái này nó cũng khá là hiếm á. Nó khó, hiếm hơn cái đá lửa bình thường nhiều. Và bây giờ thì mình sẽ vào trong để kích hoạt cái cánh cổng kim cương luôn nhá. Hiện tại thì mình đã có được 10 cái Diamond Bottle Frame rồi. Và cái cánh cổng kim cương này thì mình sẽ đặt ở đâu ta? Dẫn tới cánh cổng kim cương thì mình sẽ đặt ở ở phía sau nhà đi, ngay vị trí này nè. Đó, ngay đây nhá. Ui. Ủa cái này là cái đường may của mình mà. Ngay đâu ta? Ngay đây đi. Đó, chỗ này khá là trống nè. Rồi giờ mình sẽ dọn ra để đặt cái cánh cổng kim cương xuống. Cách làm thì nó cũng giống như cánh cổng Nether vậy đó. Mình sẽ đặt 10 khối theo trình tự như vậy nhá. Đặt cẩn thận, tại vì sai thì mình sẽ không thể nào gỡ bỏ được. Đặt ở đây và hai cái ở vị trí này. Rồi, mình đã xong rồi, giờ thì mình sẽ kích hoạt nó lên nhá. Cái này thì có thể kích hoạt được trên đất nhưng mà nó đâu có tác dụng đâu. Chỉ có tác dụng với cái Diamond Bottle Frame như vậy thôi. Đó, vậy là mình đã kích hoạt thành công cánh cổng dẫn tới thế giới kim cương rồi. Giờ thì mình sẽ dọn đồ cũng như là đem theo những cái sugar box ấy để mình có thể chứa thật là nhiều kim cương nhá. Ở đây thì mình có sỏi nè, cất vào đá lửa cất xuống cái rương này đi. Đó, đất thì cũng cất vào, thức ăn thì mình sẽ mang theo một ít nè. Còn rương sugar, cái rương nào trống ta? Mấy cái rương này mình chứa than rồi, chắc mình sẽ tạm thời cho than vào chỗ khác đi. Cho than vô đây để mình có thể mang theo cái rương sugar ấy. Rồi mang thật là nhiều kim cương về nhà. Rồi giờ thì mình sẽ qua cái thế giới kim cương nhá. Mình có 8 miếng thịt bò với 3 miếng thịt cừu á. Chắc cũng đủ, rồi đi thôi. Búp. Rồi, hy vọng spawn ngay chỗ thuận lợi. Ui ui. 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 Ui, tự nhiên spawn ngay ở dưới lòng đất luôn. Ui, suýt nữa thì mình bị ấy rồi. Bị chết ngạt á các bạn. Ui, nguy hiểm á. Rồi, ở đây đâu đây? Tự nhiên xuất hiện ở dưới lòng đất là sao? No. Ôi, lên mặt đất rồi. Ôi, các bạn thấy gì chưa? Kim cương đó. Rồi, đi lên thôi. Wow, thiên đường kim cương là đây chứ đâu. Rồi, ổn ổn ổn.
sẽ đặt cục đất này lại. Đây là cánh cổng, mình sẽ sell cái chỗ này lại cái đã. Diamond Portal đó, để có gì mình còn quay trở lại đây ấy. Rồi mình sẽ sell lại một cái nè. Và đây chính là những cái cây kim cương, thứ giúp chúng ta có thể khai thác được kim cương ấy. Và ở dưới thế giới kim cương này vẫn có những cái quả trứng rồng nhé. Kìa kìa kìa, nó có hai cái cây có quả trứng rồng kìa. Và có bò, có heo cũng như là những con quái khác thôi. Và giờ mình sẽ dùng cái cây Giant Hammer này để đào cho nhanh nhá. Coi kim cương nó rơi xuống tích chưa kìa. Đi đi ra chỗ khác, chỗ người ta đang đào kim cương à. Rồi và nước ở đây thì nó cũng bình thường à, nó không có thay đổi nhiều cho lắm. Rồi lấy hết mấy cái khói này về nhá. Để coi coi 5 phút ở dưới đây mình có thể khai thác được bao nhiêu viên kim cương nha các bạn. Và những cái cây kim cương này thì mình muốn cho nó đẹp ấy, nên mình sẽ khai thác một lần cho hết luôn. Mình sẽ trèo lên trên một xíu, mình sẽ đào xuống như vậy. Ui sao té mất nhiều sát thương vậy ta. Ui hình như cái thế giới này nó không có giảm sát thương cho mà mình té đâu. Các bạn coi mình té mất máu kìa. Rất là nhiều luôn. Mình sẽ gắng khai thác hết cái số này coi. Để nhìn nó kiểu như cái cây mà không có cái thân á, nhìn kỳ lắm. Đây đào thêm một cái nữa nè. Đó hết kim cương rồi. Giờ thì đi xuống thôi, lượm cái số kim cương mà nó rơi ra nha các bạn. Ui, cho nó sửa cái cây già Hammer coi. Đó, để coi nãy giờ được được 8 block với gần một stack kim cương rồi. Đó, 9 block luôn. Rồi, lượm hết. Mình sẽ tìm những cái cây thấp thấp coi. Ở đây toàn là cây kim cương cao không à. Ui, có skeleton nữa kìa, tại đây tối lắm luôn ấy. Rồi, mình sẽ đào tạm như vậy đi. Đó, một xíu lượm mấy cái kia sau cũng được. Đó, đào hết. Ôi, quá đời kim cương luôn á, đào thích ghê. Rồi, mình sẽ đào cái này ra nè, nhặt vào thôi. Cái này chắc mình khai thác ha, suốt ngày luôn á mà không hết luôn á các bạn ơi. Tại vì đây toàn là cây kim cương không à. Có mấy con skeleton hả, nhìn chướng mắt quá. Đi ra khỏi thế giới kim cương đi. Đi ra đi. Một tên, hai tên, tên thứ ba. Ui da, ui tên đó khỏe đấy. Một mũi không ngỡn. Rồi đào tiếp chỗ này thôi. Đó. Rồi đào ra nè, đào ra nè. Wow. Và xuống đây mình cũng có thể sửa cây Giant Hammer rất là nhanh luôn. Rồi đào ra. Đó. Quá trời kim cương luôn kìa. Rồi đào tiếp thôi, đào tiếp thôi. Một cái nữa, ở trên còn ba khối kìa. Lấy luôn. Đào ra, cố lên. Gần được rồi. Đó. Rồi tương tự ở cây bên đây nha. Mình sẽ lượm nhiều nhiều về một xíu để mình có thể chế tạo giáp cho mấy bé rồng ấy. Tại vì bây giờ mấy bé rồng mình toàn là mặc giáp sắt không à. Mình thì muốn cho mấy bé rồng mình xịn xịn hơn, nên phải có kim cương mới được. Rồi, đào cái này ra. Giờ mình không cần phải mất nhiều thời gian đào dưới cái đường hầm ở phía dưới chỗ mình sống nữa ấy. Chỉ cần qua bên đây và lượm thật là nhiều kim cương theo số lượng mà mình thích thôi. Coi kìa, kinh nghiệm nó rơi ra kìa. Nó sửa gần full độ bền của cái cây già Namer rồi các bạn ơi. Và mình gần full cái slot kim cương rồi nè. Mình sẽ cố gắng full cái slot trước rồi sau đó mới quay về nhà nhá. Đây, kinh nghiệm nè. Nhặt vào thôi. Nó sửa cái độ bền cái cây già Namer. Úi da. À, cả gan. Ây da, dám đánh mình hả? Mình đang đào kim cương mà dám làm phiền. Tên này liều đấy. Rồi, mình sẽ đào tiếp chỗ này thôi. Đó, đào ra. Wow, kim cương kìa. Ui, không biết có bạn nào mà thích kim cương không, thế giới kim cương này không nha. Các bạn nào thích thế giới kim cương này á, thì hãy comment ở phía dưới cho mình biết nha. Mình thì khỏi nói rồi, cực kỳ thích luôn. Tiêu diệt ngươi nè. Này thì nhớ dám bắn mình trong lúc mình đào kim cương. Rồi đào chỗ này ra. Để coi coi. Ôi như đây nhiều lắm rồi, mình không muốn lấy nhiều quá đâu. Cái này mình chỉ lấy số lượng vừa thôi, tại vì mình không muốn quá tham đâu. Rồi về nhà thôi, như đây là khá là đủ rồi. Quay lại cánh cổng nào. Nó tha cho mấy cái con quái ở đây á, mình chưa có đi khám phá nhiều thế giới này đâu. Về nhà và làm giáp cho mấy bé rồng của mình thôi. Đó, mình đã quay trở về nhà rồi. Đó, đây là cánh cổng kim cương. Mình có nên rào lên ta? Bây giờ mình nghĩ là nên rào ra đi để đừng cho con quái nào nó vô trong thế giới kim cương của mình ấy. Nó khi nào vào thì mình sẽ tự mở ra. Còn bây giờ thì vào trong nhà và chế tạo giáp kim cương thôi cho mấy bé rồng nào. Rồi vào trong nhà thôi. Đầu tiên á thì mình sẽ làm cho bé rồng lửa của mình trước, tại vì bé rồng lửa chưa có full giáp. Cái này là hình như là cái cánh thì phải. Đó, một cái cánh. À không, cái này cái đuôi chứ. Cái này cái đuôi, còn cái cánh đâu ta? À, đây đây, cái này mới cái cánh nè. Đó, vậy là bé rồng mà rồng lửa của mình á đã có full giáp rồi. Giờ mình sẽ ra ngoài và mặc cho bé rồng lửa trước nha. Kế tiếp thì mình sẽ chế tạo coi. 1 2 3 4 5 6. 6 cái giáp kim cương cho mấy bé rồng nguyên tố luôn.
Ôi bé rồng lửa mình đang ngủ nè. Để mình thắp đuốc xung quanh cho bé rồng lửa này ngủ nha. Rồi, thắp đuốc lên. Ở dưới đây một cây nữa. Mình sẽ mặc giáp cho bé trong lúc bé ngủ luôn. Đây, mặc vào. Đó, một cái đuôi nè. Nó giờ đuôi đã được phủ kim cương rồi đúng không? Bạc. À đúng rồi, cái cánh đúng rồi. Vậy là bé rồng lửa của mình đã phun giáp kim cương rồi. Mình mặc cho bé trong lúc bé ngủ say luôn á. Rồi, giờ vào trong nhà và chế tạo thêm giáp cho mấy bé rồng nguyên tố thôi. Nhưng mà mình cần phải cắm đuốc. Ui, xuống 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 em ơi. Mình cần phải cắm đuốc xung quanh cái đã. Tại vì nếu mà mấy con zombie đến đây thì cũng bị cạp à. Nhưng mà mình không muốn quái xuất hiện quá nhiều trong khu vực này ấy. Đó, cho nên phải cắm đuốc vào. Tương tự ở đây cũng phải có đuốc nè. Ở đây một cây và cuối cùng là ở đây. Rồi, sau đó vào trong nhà và chế tạo những cái giáp kim cương thôi, cho bé rồng này ăn cái để cho bé mau lớn. Rồi vào trong nhà chế tạo thôi. Đối với mấy bé rồng kia thì chúng ta chỉ cần hình như là 4 khối kim cương thì phải. À không, 3 thôi, 3 kim cương và 3 cái khối kim cương. Sẽ làm coi được bao nhiêu cái nha. Ở cái này phải chế tạo từ từ rồi. Hai nè. 3 nè, vứt cái này ra đi. 4 nè. Làm thêm một cái nữa. 5 nè. Thêm một cái nữa. Rồi 6. Giờ mình sẽ ngủ một cái rồi sáng thức dậy ra mặc giáp cho mấy bé rồng của mình nhá. Giờ thì không sợ mặc giáp sắt nữa đâu mà mặc hẳn là giáp kim cương luôn. Còn bé rồng nào kiểu như là xịn nhất á, thì mình sẽ cho mặc giáp emerald để cho có sự khác biệt nhá. Rồi giờ thì mình sẽ ra đây. Chưa chưa chưa, mình sẽ vứt cái khối này ra để mình có thể mở kho đồ lên. Mặc vào. Bé rồng nước mặc giáp kim cương nhìn nó bị tệp màu các bạn ơi. Mà thôi kệ đi, mặc vậy cũng đẹp mà. Rồi tương tự với bé rồng Enchant nhá. Đó, rồng Enchant có màu xanh liền. Rồi tiếp tục là tới bé rồng rồng này là rồng xanh lai. Rồi mặc giáp kim cương thôi em ơi. Còn mấy cái giáp sắt này thì mình sẽ cất vào để làm kỷ niệm thôi, chứ giờ cũng đâu còn mặc nữa đâu. Cái tương tự là bé rồng lửa nè. Wow, rồng lửa mặc giáp kim cương. Và bên hông nó còn có cái nguy hiệu của kim cương nữa nè. Đúng là giáp kim cương xịn có khác. Rồi tiếp tục là bé rồng rồng này là rồng băng. Đó. Ui. Rồng. Ủa cái này là rồng. À không, cái này là bé rồng rồng á thơ. Rồng á thơ, cái này mấy rồng băng nè. Đây. Và mình ui. Ui mình chế thiếu một cái cho bé rồng Terra rồi. Thiệt tình luôn á. Thôi thôi thôi, vào trong nhà chế tạo gấp cho bé ấy thôi. Tự dưng mình lại chế tạo thiếu một cái rồi. Vậy là nãy mình đếm thiếu rồi các bạn ơi. Ok, giờ vào trong và làm cho bé một cái thôi. Đây, một cái giáp kim cương nè. Rồi, có ngay nha, có ngay nha. Mặc cái cánh bay ra ngoài cho nó nhanh coi. Rồi, đi thôi. Bay ra ngoài. Rồi, bé rồng Terra chắc mặc giáp kim cương cũng rất là hợp á. Tại vì bé có màu cam mà, nó đâu có bị tệp màu đâu. Rồi, chuẩn bị mặc giáp kim cương thôi em ơi. Đây, mặc vào. Yay, hôm trước là mình có nguyên một đội quân rồng bằng sắt đúng không? Bây giờ đã trở thành đội quân rồng kim cương rồi nè. Bé rồng nào cũng có giáp kim cương hết á. Sắp tới mình có thuần phục thêm những bé rồng nguyên tố nào khác thì mình sẽ chế tạo thêm giáp kim cương và mặc cho mấy bé ấy nha. Và ở đây coi bé rồng nào sẽ mặc giáp emerald ta. Mình nghĩ là bé rồng nước thì nên mặc giáp emerald đi để cho nó có sự khác biệt ấy. Chứ mặc cái giáp kim cương mà nó bị tệp màu với màu da rồi. Ok, chắc bây giờ mình sẽ thử vào trong chế tạo cái giáp Emerald thử xem coi nó có đẹp không nhá, để sau này mình còn chế tạo thêm nhiều cái khác nữa. Còn mấy cái này thì mình sẽ cắt vào bên trong. Và sau cái chuyến đi coi nè, kim cương mình quá trời luôn á. Mình sẽ nén nó bớt đi chứ gì thì nó choáng chỗ dữ lắm luôn. Đây, mình đã được hai sắc mấy cái khối kim cương rồi nè. Làm giàu không khó. Rồi, giờ thì mình sẽ lấy cái số Emerald này ra và chế tạo cho bé kia một cái giáp Emerald thử coi. Giáp Emerald hình như là đặt theo công thức như vậy thì phải. Để mình nhớ coi, công thức là như vậy. Ô sai rồi. Mình đã nhớ sai công thức rồi. Đây, bấm gì cho nó nhanh nha. Đó, rồi giờ chúng ta đã được một cái giáp Emerald rồi. Giờ ra mặc cho bé rồng nước thôi. Còn cái giáp này mình sẽ để dành cho bé rồng kế tiếp nha. Đó chính là bé rồng Moonlight, bé ấy chưa lớn để có thể mặc. Rồi, mặc vào. Ồ, nhìn khác hẳn ngay, nhìn ngầu hơn hẳn liền. Đó, phải có cái bộ giáp khác biệt thì nhìn nó mới nổi được các bạn ơi. Rồi, tạm thời thì bé rồng nước là bé rồng nổi nhất. Và bây giờ thì mình sẽ dọn dẹp đồ một cái để chúng ta cùng nhau làm công việc tiếp theo nha các bạn.
Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị một cái giáp lửa để mình có thể đại chiến với con rồng cổ đại tiếp theo nhé. Tại vì mình vừa tìm được một cái hang rồng khác trong thời gian giữa hai tập. Sau đó mình sẽ cất cái set đồ rồng enchant vào. Ngoài ra thì mình sẽ đem theo một ít trái táo vàng nè. Ở đây mình có thức ăn dự phòng cũng như là táo vàng rồi. Và một cái rương sugar để có gì mình cất đồ nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ mang theo một bé rồng đi. Nhưng mà để mang theo bé rồng dễ dàng hơn thì mình sẽ chuẩn bị một cái amulet. Cái này thì chưa có chứa bé rồng nào. Ô, bé này là bé rồng cái rồi. Kệ không sao không sao. Sau này mình sẽ ấp một quả trứng rồng khác và đổi giới sau nhá. Mình sẽ mang theo bé rồng nào ta? Đợt trước thì mang theo bé rồng lửa rồi. Lần này mình sẽ tác chiến với bé rồng băng đi. Tại vì rồng băng cũng khá là tốt nè. Coi coi rồng băng là. Đó, rồng băng sẽ, tại vì băng sẽ khắc lửa ấy. Rồi, tạm thời mình sẽ bắt bé rồng băng theo nhá. Rồi, hy vọng trận chiến này sẽ dễ dàng thôi. Rồi, giờ thì mình sẽ trở lại cái hang rồng thứ ba. Đây là cái hang rồng thứ ba mà mình tìm được rồi các bạn ơi. Nó khá là sâu dưới lòng đất ấy. Rồi, giờ thì mình sẽ đào xuống từ từ nhé. Ui, ui, đào một phát gặp luôn hả? Đào một phát gặp luôn các bạn ơi. Ui, dưới có zombie nữa kìa. Mấy con skeleton nó còn bắn mình nữa chứ. Mà bắn có tới đâu nè. Bắn không tới, để tao bắn giùm người nha. Này thì bắn hả? Bắn này, bắn mấy tên tiểu đệ của cái con rồng này trước các bạn ơi. Rồi, mình đã tiêu diệt xong rồi. Giờ mình sẽ mặc cái cánh xuống để nhảy xuống không có bị mất máu ấy. Rồi, đi xuống thôi. Sẽ đáp ra sao nó một xíu. Nó tỉnh rồi, nó tỉnh rồi. Không ổn, mặc giáp vào. Rồi, cho bé rồng này ra liền. Nó xuất hiện cái mới, đứng lên. Đừng có ngồi. Rồi, chuẩn bị tác chiến thôi. Sẽ ăn vào một quả táo vàng trước đã. Rồi, bắn rồi nè. Con rồng kia, lại đây. Ồ, mình có thể bắn nó từ xa nè, trong lúc nó chưa lại gần mình ấy. Rồi, bé rồng ơi, chuẩn bị cứu anh em ơi. Ui, cố lên bé rồng. Cắn nó đi bé rồng ơi. Đúng rồi, cắn nó bé rồng ơi. Dám đánh ta hả? Xong kiếm một bít. Ui, nó đốt mình dữ quá trời rồi. Dám đánh mình. Au. Không ổn. Ui, nó còn cạp mình nữa chứ. Ây da, chạy. Ui, đừng. Ui, nó nướng bé rồng của mình rồi. Cố lên em ơi. Ui, hy vọng bé rồng. Dạ, nó chỉ tập trung sát thương vào mình thôi à. Ừ, đúng rồi, đại chiến đi em, anh sẽ bắn tiếp cho. Cố lên em ơi. Đúng rồi, cố lên. Yay. Chưa đầy 1 phút 30 giây nữa thì cái con rồng này đã bị con rồng băng của mình ấy tiêu diệt rồi. Đó, phải vậy chứ. Rồi, thưởng cho em một miếng nha. Đây, ăn một miếng nè. Đó, đầy máu chưa? Đó, ăn đi. Ơ, bé đói quá trời nè. Cho bé ăn tạm thịt zombie đi chứ giờ mình không có nhiều thịt để cho bé ăn. Mới 60 cái thanh thức ăn thôi à. Coi có rơi ra quả trứng rồng không nhá. Coi nào. Ui, vải rồng mà nó sắp thành nguyên một nắm kìa. Và có vẻ là không có cái quả trứng rồng rồi. Ồ, tiếc ghê luôn á. Con rồng này không rơi ra cái quả trứng rồng các bạn ơi. Cắt này coi, quá trời thịt rồng nè. Được một stack với 7 cái vải rồng. Ồ, ổn ghê. Ồ, một trái táo vàng ăn chán nè. Được, mình sẽ cắt bớt đồ vô trong cái rương sugar này nhá. Đây, cắt vào. Đó, cắt cái đầu con này là stack 5 luôn rồi mà nó không rơi ra cái quả trứng rồng nha. Thường thường mấy con stack 5 thì nó sẽ dễ rơi ra hơn á, nhưng mà con nãy không rơi ra gì luôn. Rồi, mình sẽ lấy những cái thứ cần thiết, nhất là xương á, mình sẽ mang về để cho bé rồng mình có cái thức ăn để ăn trong thời gian sắp tới nữa. Cất vào. Coi đây còn cái rương nào chứa đồ tốt không. Ôi, bé này ngồi xuống em ơi, ngồi xuống đi. Đó. Có vẻ mấy bé rồng mình quá mạnh rồi để có thể tiêu diệt được những cái con rồng cổ đại ấy. Chỉ cần vài cắn cũng như là vài cái phun băng thôi là có thể tiêu diệt được rồi. Rất là đơn giản luôn. Chắc sắp tới mình sẽ để cho mấy bé rồng này ở nhà đi. Một mình chiến đấu thì nó sẽ kịch tính hơn á. Chứ đem theo mấy bé rồng này chỉ một vài hit là ngỡm á. Rồi, giờ chắc mình sẽ lấy cái sugar này về. Và sau đó về nhà luôn thôi. Đó, lấy cái amulet. Búp. Đó, về nhà thôi em ơi. Rồi, về nhà một cái nào. Rồi, và coi mình đã có được bao nhiêu cái vải rồng rồi. Hôm rồi mình tiêu diệt được rất là nhiều những cái con rồng emerald đó, mấy con rồng màu xanh. Và mình sẽ đặt cái rương. Mà quên nữa, phải tách cái mấy quyển sách enchant đi, lựa sách tốt cái đã. Coi, cái này mình được sách xài bước dưới nước nè, bảo vệ khỏi vụ nổ. Ồ, cái này mình sẽ lấy hết mấy cái quyển sách này ra từ từ nha. Rồi sau này mình sẽ ép vào những cái set đồ của mình. Đó, như vậy thì mình sẽ có những cái set đồ xịn hơn cũng như là tốt hơn á. Tổng kết trong ngày hôm nay thì mình đã tiêu diệt được một con rồng emerald kế tiếp, làm được một cánh cổng
dẫn tới thế giới kim cương, và sau này mình sẽ tìm được kim cương rất là dễ dàng luôn, cũng như là cho những cái bé rồng của mình ấy có thể sở hữu được những cái bộ giáp kim cương để nhìn cho nó xịn hơn, ngầu hơn cũng như là khỏe hơn nhá. Và cảm ơn các bạn đã xem video này, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye.